Trong xã hội hiện đại, hình ảnh người đàn ông vào bếp hỗ trợ người phụ nữ công việc gia đình đã trở thành một nét đẹp trong phong cách sống của người đàn ông hiện đại. Bước ra ngoài những quan điểm sống gia trưởng, người đàn ông ngày càng hướng tới giá trị nhân văn, văn minh của đời sống hiện đại. Bếp trưởng người Pháp André Boccia, người được ví như phù thủy thổi hồn cho văn hóa ẩm thực Đông Dương, người nhiều năm gắn bó với các khách sạn 5 sao Metropole, Sofitel, anh đã chia sẻ góc nhìn về hình ảnh người đàn ông vào bếp. Đối với tôi, ẩm thực cũng là nghệ thuật chia sẻ, tạo ra niềm hạnh phúc và tạo niềm hứng khởi trong cuộc sống. Vì vậy, mỗi bữa ăn trong gia đình cũng chính là nghệ thuật gắn kết, là cách chăm sóc, thể hiện tình yêu thương. Và không chỉ phụ nữ, nam giới vào bếp cũng chính là giữ lửa cho cuộc sống gia đình. Với Masterchef André Boccia, việc anh vào bếp nấu nướng cùng vợ cũng đã trở thành một điều hạnh phúc và bình dị mỗi ngày. Điều đó không chỉ bởi anh là một đầu bếp mà còn bởi thấu hiểu rằng đó chính là niềm vui khi được chăm sóc, trân trọng gia đình. Bên cạnh những thay đổi về nhận thức, đó còn là sự đóng góp của các hãng thiết bị nhà bếp với những sáng chế giúp cho việc nấu nướng trở nên hấp dẫn, chính xác và tối giản rất nhiều. Đi đầu trong các sáng chế này phải kể đến Braun, thương hiệu thiết bị nhà bếp số 1 của Pháp. Không phủ nhận rằng với sự hỗ trợ của các thiết bị nhà bếp Braun khiến cho công việc nấu nướng trở nên thú vị và dễ dàng hơn. Braun rất nổi tiếng ở Pháp, gia đình tôi ở Pháp cũng dùng thiết bị Braun và may mắn thay, giờ đây chúng cũng đã có mặt ở Việt Nam. Thương hiệu này có đầy đủ các sản phẩm, từ bếp từ, lò nướng, lò vi sóng, tủ lạnh, tạo thành một không gian hoàn hảo cho căn bếp và chúng khiến cho việc nấu nướng trở nên thật tuyệt vời. Braun là thương hiệu số 1 của Pháp với các đặc tính chung là hiệu suất sản phẩm cao, tiết kiệm điện nước. Braun hướng tới giá trị sống hiện đại và đích thực, mang lại hiệu quả cho từng thiết kế và kích thích sự sáng tạo khi hướng đến cuộc sống hiện đại của bạn. Braun có mặt ở thị trường Việt Nam thông qua đại diện nhập khẩu và phân phối độc quyền là công ty Trista Việt Nam với chính sách bảo hành lên tới 3 năm. Với Braun, việc nấu nướng, nội trợ trong gia đình đã trở nên nhẹ nhàng, thú vị, khiến việc nấu nướng không còn là nỗi e ngại của các nam giới. Bên cạnh đó, những sáng tạo độc đáo về công nghệ của Braun cũng chính là sức hút đặc biệt của các nam giới vốn yêu công nghệ. Để những người đàn ông ngày càng gắn bó hơn với gia đình, bên cạnh việc vượt qua những rào cản tâm lý, đó còn là sự hỗ trợ, động viên từ phía gia đình, cũng như các thiết bị đi kèm. Từ đó để việc chăm sóc gia đình không còn là gánh nặng, mà chính là niềm vui, niềm hạnh phúc của mỗi người. Mọi thông tin chi tiết theo link www.braun.com.vn hoặc liên hệ hotline Braun 1900 558 885.